Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là đặc biệt. Mình đang có mặt ở một cái trung tâm của Mobifone. Và ngày hôm nay thì Mobifone sẽ tiến hành cho mọi người dùng thử cái mạng 5G mà Mobifone họ đang phát triển. Và ngày hôm nay thì mình rất vinh dự được có mặt ở đây. Và chúng ta sẽ cùng test xem để xem là cái 5G nó sẽ khác 4G như thế nào nhá. Và ở trên màn hình thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái speed test nè, một cái test video 8K và bên này sẽ là chơi game cloud. Và tí nữa thì chúng ta sẽ đi hết. Ở đây thì mình cũng có chuẩn bị một con iPhone 12 Pro Max. Tuy nhiên khá là buồn đó chính là ở thời điểm hiện tại tại Việt Nam thì dòng iPhone 12 nói chung vẫn chưa được hỗ trợ 5G, cho nên chúng ta sẽ có những cái thiết bị chuyên dụng để test cái mạng 5G này và nằm ở trên bàn đây. Tí nữa chúng ta sẽ cùng giới thiệu luôn nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem thử là những cái chiếc điện thoại nào sẽ được hỗ trợ 5G trong cái buổi test ngày hôm nay. Thì ở đây mình thấy, ở đây thì sẽ là một con Oppo Find X2 đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc Xiaomi Mi 10T. Rồi, ở bên này thì mình sẽ thấy có, ở bên này cũng giống vậy luôn. Ở bên này cũng là một cái chiếc Oppo và cái chiếc Mi 10T. Đó, có 5G nè các bạn. Chỉ có những chiếc máy nào được hỗ trợ 5G và nằm trong diện đang test của Mobifone thì mới được thôi. Ở bên đây thì chúng ta sẽ thấy một cái dòng mới hơn, đó chính là cái chiếc máy này. Nó sẽ là cái chiếc Huawei P40 Pro. Đó, một cái chiếc máy của Huawei cũng được test trong cái lần này luôn. Và hai cái chiếc máy còn lại thì cũng tương tự như vậy, cũng của Oppo thôi. Nhưng họ có trang bị 5G cho nên nó cũng sẽ được hỗ trợ trong bài test lần này. Và theo như các bạn thấy nãy giờ thì tất cả những cái thương hiệu của Trung Quốc thì sẽ được test ở đây. Tại vì mình nghĩ là băng tần của những cái nhà mạng này nó khá giống với Việt Nam, cho nên những cái sản phẩm này sẽ được hỗ trợ và chúng ta sẽ được test trước. Ok, thì ở bên này chúng ta sẽ có một cái bảng speed test. Và ở đây thì mình cũng có sử dụng thử 4G của một cái nhà mạng khác để mình có thể test với cái mạng 5G này. Và hiện tại ở trên bàn của mình là ba cái chiếc máy. Ở bên tay trái sẽ là mạng Mobifone 5G. Đây thì các bạn có thể thấy thông qua cái bài test của mình thì nó đạt được khoảng là 1362 megabit trên giây. Và tốc độ upload thì cũng là 130M và ping chỉ là 14 thôi. Khá là ok trên cái chiếc máy này. Đây, chiếc máy của Oppo, Oppo Find X2. Khá là ok. Và đây sẽ là mạng 5G của Mobifone. Ở bên tay phải của mình một tí thì đây sẽ là cũng là của Mobifone nhưng mạng 4G thì các bạn có thể thấy chỉ có 17M trên giây thôi. Và bên dưới thì sẽ chỉ có là 6M trên giây và ping cũng là 14. Đó, thì các bạn có thể thấy giữa hai cái cùng là mạng Mobifone nhưng 5G với 4G, các bạn thấy một cái sự chênh lệch cực kỳ là lớn trên hai cái chiếc máy mà mình đang test ở đây. Và có thể thì một số bạn sẽ nói là do là sẽ là một cái chiếc máy khác cho nên là nó không có đồng bộ. Nhưng mà không các bạn ạ, về mạng thì nó sẽ không phải như là hiệu năng, cho nên là các bạn đừng quan trọng về việc này. Và ở đây thì cũng là một cái buổi trải nghiệm thôi để chúng ta có thể biết được là cái tốc độ của cái mạng Mobifone này là bao nhiêu, mạng Mobifone 5G. Và theo như mình tìm hiểu thì cái buổi test ngày hôm nay thì nó gần chuẩn nhất so với cái ở trong phòng thí nghiệm đó, khá là hay. Và ở bên tay phải của mình là một cái chiếc iPhone 12 Pro Max nha các bạn, nhưng mình sử dụng mạng 4G của một cái nhà mạng khác thì nó chỉ có là 9 megabit trên giây thôi và upload cũng chỉ chưa được 1 MB và ping tới tận là 72. Đó, vì một số những cái lý do khác cho nên nó sẽ có cái điểm thấp như thế này. Tuy nhiên thì về cơ bản thì các bạn đã thấy được cái độ trâu của cái chiếc điện thoại mà chạy 5G của Mobifone test cực kỳ là đỉnh đó. Và khi mà chúng ta tải những cái app, những cái game thì nó sẽ đảm bảo được cái tốc độ tải rất là nhanh và cũng như tốc độ upload những cái file của bạn nó cũng cực kỳ nhanh. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang một cái test tiếp theo, đó chính là test video về 8K. Ở đây thì mình cũng có máy và mình cũng sẽ test luôn video bằng 8K bên này. Và ở đây thì mình sẽ truy cập vào dấu ba chấm luôn và mình sẽ tùy chỉnh lên cái chất lượng là cao nhất. Thì ở đây mình sẽ chọn là 1460 HDR luôn. Đó, thì gần như khi mà mình chuyển đổi qua một cái chất lượng khác thì nó sẽ không có bị delay. Và bây giờ mình sẽ tua nhé. Đây, 10 giây vẫn load ngay lập tức. Và bây giờ mình sẽ kéo như thế này, nó sẽ hơi load một tí. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn sử dụng một cái chiếc máy mà 4G mà các bạn sử dụng về 8K như vậy thì nó sẽ cho các bạn một cái trải nghiệm cực kỳ là khác.
Ok, và như các bạn có thể thấy thì cái chiếc máy mình nó đã phải load để nó có thể chạy được cái clip này. Và bây giờ thì mình cũng vào 3 chấm và ở đây thì mình chọn là chất lượng. Mình cũng sẽ cố gắng ép nó lên cái mức cao nhất luôn. Và khi mà mình nâng cái mức độ phân giải lên thì cái chiếc máy của mình load liên tục và nó không có chạy clip. Trong khi đó ở bên này vẫn chạy một cách hoàn toàn bình thường. Đó. Đây các bạn có thể thấy, và khi mà mình kéo, wow, đó 5G rất là tuyệt vời. Đây các bạn có thể thấy clip vẫn chạy bình thường. Đó. Ok, bây giờ là sẽ là cái bài test cuối cùng của Mobifone họ mang tới cho chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chơi game trực tiếp trên cloud. Thì đây là một cái trò chơi mà chúng ta sẽ ngồi vào và các bạn sẽ điều khiển cái chiếc máy bay này. Chúng ta sẽ nhìn xung quanh rồi nhìn trên, nhìn dưới và các bạn sẽ bay để các bạn có thể nhìn ngắm được đường phố thôi. Đó, các bạn sẽ nhìn được cái khung cảnh. Theo như Mobifone đã nói thì cái khung cảnh này nó sẽ rất là thật, nhưng mà mình thì mình lại thích chơi ở trên cái tay cầm hơn là khi mà chúng ta chơi bàn phím. Tại vì mình vẫn chưa quen được cái bàn phím nên chưa có trải nghiệm được cho các bạn nhiều. Và thực tế thì chỉ cần là hai bài test thôi, một bài speed test và một bài test video 8K, thì các bạn đã biết được cái sức mạnh của 5G là như thế nào. Và 5G sẽ là một trong những cái công nghệ chủ đích của Việt Nam trong thời gian tới. Và xem tới đây thì các bạn sẽ hỏi là khi nào 5G được công bố, rồi là khi những cái thiết bị nào được hỗ trợ 5G, thì mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn. Thì sẽ có một buổi họp báo chính thức về việc là công bố những cái thiết bị sẽ được chạy 5G. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta ở quận 1 thì cũng sẽ được trải nghiệm sớm thôi, khoảng 1 cho đến 2 tuần nữa thì các bạn đã được trải nghiệm 5G ở trên cái những cái thiết bị smartphone hỗ trợ 5G và ở tại quận nhất rồi. Còn những cái tỉnh thành khác thì sẽ có những cái lịch và những cái thời gian tiếp theo và Mobifone họ sẽ triển khai. Và đó, ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong cái buổi trải nghiệm 5G của Mobifone ngày hôm nay. Và nếu như mà những bạn nào mà chúng ta muốn sử dụng được 5G sớm thì các bạn có thể mua sim của Mobifone để chúng ta có thể chờ và chúng ta sử dụng 5G cũng khá là ok. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ một mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.